với thọ. Mình đừng có tham ái với cái thọ ở quá khứ, với thọ ở tương lai nữa. Thọ gì thì nó cũng là giả tạo. Mình cứ nghĩ là cách đây mấy năm trước mình vui quá, ước gì mình cũng trở lại sống với cái niềm vui của cái thời thơ ấu. Đấy là cái tham ái với cái cảm thọ ấy, cái quá khứ ấy. Hoặc là mình nghĩ là mấy cái người lớn thì người ta sống tự tại an vui hơn, ước gì mình cũng chóng lớn để được an vui như vậy. Thì đấy là mình tham ái với cảm thọ tương lai. Thấy mấy người già mà được mừng thọ, mình ước thì mình cũng chóng già để được mừng thọ. Thì đấy là mình cũng tham ái với lại cái cảm thọ ở tương lai. Chẳng mấy cái người già mà ước gì mình được như mấy đứa trẻ, cái tung tăng chạy vui như vậy. Thì đấy, nó là thọ nó sinh ra ái, mà thấy được cái thọ là vô thường giả tạm để nó hết cái tham ái với cái chuyện vui buồn đi. Tại sao phải quán chiếu thọ là vô thường khổ vô ngã? Tại sao phải quán chiếu? Thì quán thọ là vô thường để diệt trừ cái tà kiến cho rằng thọ là thường. Bởi vì cái người mà có tà kiến, người ta cứ nghĩ rằng cái niềm vui này nó sẽ lâu lắm, nó dài lắm, quý lắm. Thế nhất là một cái người mà người ta cứ nghĩ rằng trở thành một vị vua là sung sướng lắm, được làm quan là sung sướng lắm, được làm cán bộ sung sướng lắm, được làm cái người quan trọng, được làm cái người lãnh đạo, được làm cái người có chức quyền nổi tiếng là sung sướng lắm. Vì người ta không biết được rằng cái thọ này là vô thường, dù có làm cái gì nó vẫn khổ. Đến cái lúc mà mình làm rồi mình mới thấy, mai mốt mình nên làm vua, mình thấy mình lúc ấy mới thấy rằng làm cái người thường có khi lại còn khổ, lại còn đỡ khổ hơn. Vì cái thọ nó là vô thường, nó không có cái gì nó mãi mãi cả. Thọ là khổ để diệt trừ cái tà kiến cho rằng thọ là lạc. Thọ là vô ngã để diệt trừ cái tà kiến cho rằng thọ là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Thế là quán chiếu các cái cảm thọ như vậy, nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, để diệt trừ ba cái tà kiến cho rằng thọ là thường, thọ là lạc, thọ là tự ngã. Trong thọ nó không có tự ngã. Quán thọ là vô ngã để nhàm chán đối với thọ. Mình có cái tâm nhàm chán, vui cũng chán, buồn cũng nhàm chán, không có ưa thích cái thọ nào hết, không có chạy theo cái thọ gì hết. Ni tham đối với thọ, hết tham ái với thọ, đoạn diệt, cắt đứt các cái tham ái chấp thủ đối với thọ. Không có chấp thủ vào một cái thọ vui, thọ buồn, thọ khổ, thọ lạc gì. Để từ bỏ các hành nghiệp vì thọ, để đạt được chánh trí giác ngộ sự thật, để chứng ngộ niết bàn, giải thoát tự sinh. Thì quán thọ là như vậy, nhàm chán đối với thọ. Có cái pháp thiền niệm thọ, cái niệm thọ niệm ở trên thân. Thì người ta sẽ quán được một cái thọ là thọ về thân. Còn cái pháp thiền minh sát thì là sẽ quán cái thọ một cách chi tiết, đó là thọ ở tất cả 6 căn. Thọ do sinh ra từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và các cái nhân sinh ra thọ. Tức là một cái người mà quán về thọ là như thế. Thứ nhất là quán về cái tính nó sinh lên của thọ. Quán thọ, cái bản chất của tất cả thọ ở tất cả các tâm hành. Quán các cái nhân duyên mà nó sinh ra thọ. Và quán cái sự sinh diệt của thọ, cái sự vô thường khổ vô ngã của thọ. Cuối cùng là để đi đến cái sự nhàm chán, ni tham, đoạn diệt, từ bỏ, đạt được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Tức là để đoạn trừ được cái chấp thủ đối với thọ, tham ái chấp thủ đối với thọ, thì sẽ đi đến niết bàn. Như vậy quán tất cả thọ theo 11 cách: thọ ở quá khứ, thọ ở hiện tại và thọ ở tương lai, thọ bên trong, thọ bên ngoài, thô tế cao thượng hạ nhiệt, ở xa ở gần. Tất cả thọ đấy đều là vô thường, là khổ, là vô ngã. Đều phải quán hết như vậy. Tức là những cái niềm vui nỗi buồn gì ở trong quá khứ nó cũng là vô thường khổ vô ngã. Và mình quán nó như thế để mình dứt trừ nó đi, đừng có dính mắc với những cái chuyện vui buồn ở quá khứ. Vui hay buồn nó đã qua rồi, đừng có mang nó đến hiện tại nữa.
những cái vui buồn ở hiện tại cũng vậy, cũng quán nó là vô thường khổ vô ngã, để mình đừng có chấp trước mà nó. Ở tương lai những cái vui buồn nó chưa đến, mình cũng đừng có lo lắng, cũng đừng có mong cầu, vì nó cũng là vô thường khổ vô ngã, nên mình cũng phải có cái tâm dừng dưng với những cái chuyện vui buồn ở tương lai. Bên trong là bên trong mình, bên ngoài là những người khác. Trong ví dụ mình thọ, bên ngoài là các cái cảm thọ của người khác, vui buồn của người khác cũng là vô thường khổ vô ngã giả tạm. Thô tế vậy, có cái thọ mà nó thô, có cái thọ nó tế. Như là bây giờ mình có một cái gì đó vui mà mình cười mỹ lên thì đấy nó là một cái thọ thô, nhưng mà có cái thọ tế thì nó một cái niềm vui nhưng nó rất tĩnh lặng, chỉ có trong tâm mình tự mình cảm nhận được thôi. Thì đấy là cái thọ tế. Hay là cũng vậy, một cái người mà người ta có cái thọ yêu thọ sân, một cái là người ta đùng đùng khùng khùng lên ấy, thì là cái đấy nó thô. Nhưng mà cũng có người thì cái thọ nó rất là tế, nó tế nhị, không ai biết. Cái thọ cao thượng nó đi kèm với tâm cao thượng, thọ hạ nhiệt thì nó đi kèm với những cái tâm bất thiện hạ nhiệt. Thọ ở xa là những cái thọ ở bên ngoài và quá khứ, hoặc ở các kiếp trước, kiếp về sau. Thọ ở gần là cái thọ ở hiện tại, ở những người gần. Tất cả những cái thọ đấy đều phải quán chiếu nó là vô thường, có sinh lên nó phải diệt đi, nó là khổ, nó là vô ngã. Quán theo 11 cách mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh này, thì đấy là quán chiếu thọ như thế. Đấy là thọ uẩn. Cho nên quán chiếu thọ là vô ngã thì sẽ hết khổ. Tưởng uẩn đến tuần sau ha. Bài sau mình học về tưởng uẩn. Năm uẩn phải học cho nó thấu đáo, năm uẩn, hiểu rõ về năm uẩn để dứt bỏ được cái tham ái, dứt bỏ được cái chấp thủ với năm uẩn. Ôi, mọi người hồi hướng.